Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với DaVinci Dev Channel. Thì tiếp theo cái series về lập trình, họ quên về cái dữ liệu và giải thuật, nói tiếp về cái sau cái phần mà gọi là độ phức tạp thuật toán và Big O. Thì sau khi mình nói về cái time complexity, nghĩa là độ phức tạp về thời gian, thì mình sẽ nói tiếp về cái space complexity. Space complexity ở đây có nghĩa là cái độ phức tạp vùng nhớ. Space là không gian, ở đây mình có thể hiểu không gian ở đây chính là memory, cái vùng nhớ của mình, cái bộ nhớ của mình. Thì một khi mà mình đã nói đến bộ nhớ thì chắc chắn nó sẽ liên quan tới hai cái. Một là cái stack memory và một cái là một cái heap memory. Thì cái stack memory này thì nó là để dùng để track lại, để đánh dấu lại, để lưu trữ lại cái lúc mà mình sử dụng những cái function call, mình gọi những cái function đó, gọi những cái hàm của mình đó, thì nó sẽ được ghi nhận ở trong stack memory. Còn heap memory nó sẽ là nơi mà mình lưu trữ những cái variable, những cái biến, những cái data structure khi mà mình khai báo đó, cấp phát đó. Thì một cái lỗi mà các bạn thường hay gặp đó là chính là một cái gọi là cái stack overflow này. Nó là cái trang web stack overflow mà các bạn hay lên để các bạn tra cứu về những cái vấn đề về code từ này kia đó. Thì đó là một cái lỗi mà mình sẽ thường hay gặp. Có nghĩa là stack overflow, có nghĩa là các bạn cấp phát cái stack nó vượt quá cái vùng memory này, nó bị overflow, nó bị tràn. Nó là thường là sẽ xảy ra khi các bạn gọi đề quy và cái đề quy đó nó lặp lại quá nhiều. Cái đề quy nó quá lớn thì nó bị xử lý, hoặc là bạn cứ gọi lúc mà lúc vô tận thì nó sẽ bị gọi là stack overflow ha. Đó thì đó là sự khác biệt giữa stack và heap memory đó. Thì trước khi mà mình vào cái phần space complexity này, mình phải phân biệt được hai cái đó trước. Mình hay hiểu sơ về cái đó đó. Rồi thì cái space complexity này nó khác, vì nó sẽ khác biệt gì so với cái việc là time complexity mà mình đã tìm hiểu trước đó. Thì cái space complexity này nó chỉ ảnh hưởng khi mà mình có sử dụng variable data structure, nghĩa là những cái cấu trúc dữ liệu giống như array nè, map nè, rồi tree, rồi cái kiểu đó. Allocation là cái diện cấp phát, ví dụ mình cấp phát một cái vùng nhớ gì đó. Và function call là lúc mà bạn gọi một cái hàm, thì đó là những cái này nó sẽ là ảnh hưởng tới cái space complexity. Rồi để cụ thể hơn, mình sẽ qua cái ví dụ này, cái demo giống như vậy. Cái ví dụ này, ví dụ đây là một cái function, cái tên là Messi ha. Thì trong cái function này nó có một cái dòng for let y bằng. Thì rõ ràng nếu như mà mình gọi là time complexity của mình á, thì nó sẽ là big O của nó sẽ là O N, quá rõ ràng rồi đúng không ạ? Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ xét về cái space complexity của nó ha. Space complexity thì rõ ràng nó chỉ liên quan tới gì ạ? Variable nè, data structure nè, rồi cấp phát nè, và function call. Thì mình nhìn vô trong cái function này coi, rõ ràng là mình không quan tâm tới cái dòng for này ha. Mình chỉ quan tâm coi là nó cấp phát cái gì đó, nó bao nhiêu cái variable và data structure nó như thế nào. Thì rõ ràng ở đây mình thấy nó chỉ có tạo ra một cái biến y duy nhất, cái biến y ở đây thôi. Nó không tạo thêm một cái variable nào nữa, mà nó cũng không có qua cái data structure nào hết. Thì cái space complexity ở đây của nó chỉ có là O1 ha. Mình đánh dấu cái big O nó vẫn là như nhau, space complexity và time complexity nó giống nhau, nó đều là O N O1 này kia đó. Thì nó dùng chung cái ký hiệu, nhưng mà một cái là khi mà người ta hỏi thì người ta sẽ hỏi là time complexity hoặc là space complexity, người ta hỏi rõ ràng là mình phải nói cho đúng. Rồi cái tiếp tới là cái function là
và dạng thứ hai này. Đó, thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái array ha. Và với một cái vòng for này với n là một số n mình truyền vào, thì mình sẽ gán cho cái phần tử thứ n đó bằng một cái dòng chữ là msc và mình return về. Đó. Rồi, ở đây mình bỏ qua cái time velocity, nó quá đơn giản rồi, nó là n rồi mình không nói đúng không? Thì ở đây mình rõ ràng mình thấy nó có cấp phát một cái gì? Một cái data structure ở đây, cụ thể ở đây là một cái array. Thì ở những cái video sau mình sẽ nói sâu về những cái data structure giống như array, map rồi này kia sau. Còn bây giờ mình sẽ hiểu, tạm hiểu đây là một cái array, một cái mảng. Thì sau khi cấp phép cái mảng thì nó sẽ đi tạo ra n cái variable để gán vào trong từng cái phần tử của cái array này ha. Vậy thì rõ ràng đây cái space complexity của nó sẽ là o n. Đó. Cái space complexity nó chỉ đơn giản thôi, nó chỉ quan tâm tới vấn đề là bạn cấp phát cái gì ha, cấp phát và cái bạn function call như thế nào đó, chứ nó không quan tâm tới là cái việc nó khác với cái thang complexity ha. Đó, giờ mình thử chạy thử cái file này ha. Đó, thì nó sẽ ra khi mà mình lock ra cái array này nè, thì nó ra nè 2, 4, 6, 8, 10 lần. Đó, 2 nó là 10 variable. Ví dụ như mình đây mình truyền vào 20 thì nó sẽ ra 20 lần. Đó, thì nó chỉ phụ thuộc vào cái số n mình truyền vào. Thì đó, cái space này nó sẽ tốn như vậy ha, tốn on space. Rồi, đó, chỉ đơn giản như vậy thôi, nó như vậy cho các bạn dễ hiểu. Rồi, sau khi mình đã tìm hiểu được cái space complexity rồi thì mình sẽ quay trở lại cái vấn đề là như thế nào là một cái đoạn code tốt. Thì nó có 3 tiêu chí. Cái nhất là readable. Readable có nghĩa là dễ đọc, dễ hiểu, dễ maintain. Và nó có những cái quy chuẩn khi mình đặt tên biến, tên hàm, tên này, tên kia kiểu. Time complexity thì mình đã tìm hiểu rồi, đó là cái thời gian xử lý của cái function đó, cái độ phức tạp thuật toán, cái thời gian xử lý của cái function đó ha. Và cái space complexity nghĩa là cái mức độ mà nó hao tốn vùng nhớ, hao tốn bộ nhớ. Thì tất nhiên là một cái đoạn code tốt, một cái chương trình nó tốt, thì cái time complexity và cái space complexity này nó sẽ càng nhỏ càng tốt. Cái readable này nó là chuẩn rồi ha, mình chỉ có quan tâm tới hai cái vấn đề time complexity và space complexity thôi. Thì time complexity và space complexity này sẽ tùy theo trường hợp mà mình sẽ phải đánh đổi. Có nghĩa là bạn muốn tăng cái thời gian xử lý lên, có nghĩa là bạn muốn giảm thời gian xử lý lên mà giảm thời gian xử lý xuống, có nghĩa là muốn cho nó chạy nhanh lên, thì bạn có phải đôi khi bạn phải sử dụng nhiều cái bộ nhớ hơn. Và ngược lại, nếu như bạn muốn là giảm lại cái bộ nhớ ha, sử dụng ít bộ nhớ hơn, thì bắt buộc cái time complexity này nó phải tăng lên ha. Trường hợp đẹp nhất là cả hai cùng giảm, đó là có quá tốt, nhưng mà trong đa số trường hợp thì mình bắt buộc mình phải đánh đổi, hoặc là trong một số trường hợp phức tạp thì bắt buộc mình phải đánh đổi cái này để có được cái kia ha. Chứ không bao giờ nó có trường hợp là hoàn toàn, vẫn có trường hợp hoàn toàn, nhưng mà trường hợp đó là trường hợp đơn giản, những cái trường hợp cái thuật toán nó phức tạp hơn thì bắt buộc phải đánh đổi một trong hai. Đó là về space complexity, nghĩa là sau khi mình đã hiểu space complexity rồi thì mình đã hiểu được cái vấn đề là như thế nào là một đoạn code tốt và big O là gì ha. Rồi đó là những cái rất là cơ bản. Rồi sau cái video này mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về những cái data structure để mình có thể vận dụng trong những cái ứng dụng của mình. Xin chào và hẹn gặp lại bạn.